có một cái trường này rất là nhiều và cũng là ngoài cung cấp cho cả ngoài tỉnh đây cho ra ngoài này, ngoài này chặt thôi đấy chặt nó đi ra đi ra đây em bật nóng lên cho nóng lên cầm nhất nhèo sơn từ tuổi đấy lọc lên thế đây đặt lên hát mùi sực đi luôn mùi sợ quá các chị ý ngửi rồi đây để con đấy mọi người mân mãi nào nhá em cho các chị này mình cũng như này nhá em có ý kiến này này em cho chị ở trên phòng về chúng tôi đấy đang được quay chức năng về thì em sẽ mời sang văn phòng nên là những trường nào rộng để cho dân xem nào. Bây giờ chúng em sẽ có cái biện pháp là chúng em sẽ giải quyết theo cái không phải người chúng kiến gì cả. Không, không phải người các anh chị nhưng mà cứ chấp nhận mình xin công an để cô làm quá. Chúng em làm rất bình thường để cho dân phụ huynh chứ kiến. Và cả và gửi thịt xem là liệu có thịt như thế không. Mời các em hội trưởng của các lớp đi 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 nó phải có hết rồi. Nó kiểm chúng ta ở đây này, để ra cô đọc. Mọi người đứng ra đâu một tí nào. Để cho bọn dưỡng để xem nào. Tất cả phụ huynh nhất ra hết quay đấy. Nhân mình. Thế hạ kiếm hồn. Không lấy đâu. Sạch ra cho cái như thế này bây giờ nó lấy trong sạch ra cái công ty này nó bị 2 3 lần rồi không phải một lần đâu. Không lấy lần đâu. Phụ huynh rất là bức xúc đấy. Okay.
được tung lên cho mọi người biết để cấm là đời ta. Em vẫn đang phát đây gì, em phát được sáng này gì. Cũng mày quậy ác vào thế nào. Cái nào về cho hiệu trưởng hiệu phó của trường này nó ăn đi ấy. Con nó biết cái gì? Bảo nó ăn. Dạ vậy sao? Nhá, ở nhà nhá, nếu thức ăn không ngon nó không ăn. Thế nhưng mà đến lớp mà nó sợ cô giáo nó sẽ phải ăn thắng hết rồi. Chấm dứt đi để lấy thịt tươi cho ăn. Bây giờ là phải đồng lòng quy chứ còn tất nhiên ai biết là bắt hiện. Em thì em cũng nói lâu rồi. Nói chung là từ trước là chỉ có thịt đấy. Hôm nay là tất cả phụ huynh mình đồng lòng không cho ăn đi chứ không tin là cơ quan chức năng nó đâu. Không tin tưởng, không tưởng cơ quan chức năng tưởng gì đâu. Thì mọi lần kiểu ít người quá mình không nói được thì hôm nay nhân cơ hội này thì để mà ấy luôn. Nói luôn. Người gửi gửi cho người nôn luôn cái gì? Trường mầm non thôi xả ôi, con về nhà bảo sao cứ nó chưa thối hẳn nó kiểu ôi mùi nó kiểu gì ấy, chứ không phải chứ không phải là hẳn thối hẳn nó thế. Hãy subscribe.
lật mở là nhà lúc mà để nghe là lật đúng không nào mọi người cứ để ý nha, là mình chỉ mổ khoảng 15 phút thôi là vừa đến năm đấy như đây để phải tôi là đương có mặt tại trường mầm non xã Thụy Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ và xem phẩm gà để cung cấp bữa trưa cho con em chúng tôi, và chúng tôi quan sát qua bản mắt thường thì chúng tôi thấy là thực phẩm này là có mùi và không được tươi sống. Thế còn là về có đảm bảo về chất lượng cho chúng tôi, về mắt thường thì chúng tôi thấy là không đủ đảm bảo về chất lượng an toàn để cho con em chúng tôi sử dụng. Và ngoài ra thì bây giờ thì thực phẩm còn về chất lượng hay không có đảm bảo an toàn về có hàm lượng đủ chất và có mùi đấy ngon lắm, chỉ có mùi á. Nước chuyển sang mùi vui thiu. Nếu mà hôm nay mà không phát hiện ra là bọn nó vẫn ăn thịt này đấy, con em mình ấy. Vừa đánh chị một con em mình ra ấy. Nước mà chuyển sang mùi ôi thiu rồi, em rửa tay nó vẫn còn có mùi. Các chị cứ cho mũi mùi, không về gì cả. Chuẩn bị đón trường chuẩn mà cái thực phẩm đầu vào như này thì cũng chuẩn cái gì? Ngon đấy gì? Anh ơi, ngon đấy gì? Đấy anh này, nhớt lắm, vừa lấy cho mũi mũi nhớt nghèo. Chuyển sang mùi đôi điêu. Toàn trường mầm non đến Hạ Hòa, trường Hạ Hòa. Trưa nay thì gọi thịt khác rồi. Trưa nay gọi thịt nhà Yên Bình. Đấy, các anh cứ ngửi đi. Đấy, ngồi gánh chịu là con em mình đấy. Ngửi đi, ngửi sờ tay bằng mắt nhìn đi này. Lần đầu tiên là biết thế.
thì nhút được ấy. Trực tiếp đi ngươi. Trực tiếp mẹ đi. Đây. Có mẹ con trực tiếp luôn đi. Máy đi nhưng mà có ai thò tìm mà móc ra nát đâu nhỉ? Em ăn chưa? Đây, Thuyết Minh đi. Chị Thuyết Minh đi. Chị Thuyết Minh gần vào đây cả nhà nhá, đây là thịt của công ty Xuân Phúc cung cấp thực phẩm cho trường mầm non xã Hương Dạ. Đây thịt bở này, thịt xương này như là vừa luộc chín xong ấy đấy, như là mình luộc rồi và nó bị tõn xương ra đây. Đây thịt gà đây đấy, nên là mọi người phụ huynh là nên là mùi không đồng ý mùi này, mùi nó ôi, mùi rất là ôi. Đây con đây con gà ấy không thể chấp nhận được, nên là không thể cho con ăn như này được. Mọi người quay 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 bà Hà muốn rủi đấy đây, mắt thấy đây rồi. Để yên đấy, để tao nói cho nó tự nhiên. Đây. Đây. Đấy. Đấy. Thịt này nó ôi. Chuyển sang mùi ôi thiêu. Nhớt nhèo nhèo ra. Cho cái da con gà nó nhớt thì không nhìn thấy đấy. Đây là không cho con em ăn ở công ty này nữa. Đây là cái thực phẩm của công ty An Phúc đấy. Cung cấp cho trường mầm non Xuân Phúc à? Đây này, con này là nhớt nhèo nhèo ra, gơm mông em sờ em ngửi mũi kinh quạnh mũi tanh mà thực sự là nhiều phụ huynh còn đơn luôn ra một nôn đấy. Thực sự là mọi người phụ huynh đây con này biết từ bao giờ đi ăn cái này và là người gánh chịu con em mình. Thế nên là chết thì nó không chết ngay, nó ngấm từ từ không cho ký hợp đồng với công ty này nữa. Đây đây, ôi giời, con này thì đẹp quá làm gì nữa. Đây để tình trạng như này rồi đấy, con này thôi rồi luôn. Hôm nay đúng là các bậc phụ huynh nhá, được mắt thấy tay sờ mũi ngửi. Đây, không lại bảo là nói điêu. Đây, đây xương này. Đấy, nên là mọi người. Đây mọi người đến rất đông nhá. Mọi người đông lắm, là không cho ký hợp đồng với công ty này nữa. Để con em mình không phải tất cả cái chuyện chết. Đúng rồi. Đấy mọi người nhá. Mùi kinh đấy. Và lần này là lần thứ hai thịt gà chúng tôi phát hiện ra, và lần trước thì chúng tôi có trả lại, nhưng lần này là chúng tôi kiên quyết không trả lại và chấm dứt hợp đồng. Đấy con này này nhún nhún luôn. Đây nhún nhèo nhèo gì. Nhún luôn. Đây bảo nhưng mà nó bảo nhún luôn. Đây thực ra thịt gà này đang chuyển phân hủy rồi. Thực ra thịt gà này vẫn mềm hơn thịt gà ta mấy. Ừ. Đấy là nhưng mà nó không đến mức độ này. Nó không đến mức độ như thế này. Đây nó là kiểu dạng như phân hủy. Lần trước bọn em thế mà lần trước nó cũng bảo này này. Trẻ con thì nó biết gì đâu. Còn lại cái mang bỏ ăn này cũng ăn thối quá. Trẻ con đi học nó sợ cô. Đấy. Cô bảo ăn là không ăn là cô cũng cho về là ôm ăn hết. Tụi em ngửi. Nhiều người còn đây có ai ngửi được không? Đây anh ngửi thì ngửi đi. Ngửi ngửi no rồi. Hôm nay là mắt thấy tay sờ rồi, mũi ngửi rồi. Này chết, hai quá rồi. Không phải là cho kiểm tra mà là chấm dứt hợp đồng với công ty này luôn. Có mùi mà đây là còn mùa đông đấy, mùa hè thì không biết thế nào. Nói thật chung quy lại là đéo cho ăn, cho nó về con em mình về cho ở nhà cứ không cho ăn. Rồi nó biết đâu nó chỉ bữa này bữa mai để nó lại cứ thế. Lần này là lần thứ ba rồi, quá tang ba lần rồi. Này đến đâu nó chỉ chặn này nó sinh bệnh ra. Bây giờ là phải chết đến này là nó chết từ từ chứ nó không chết ngay. Đứa nào mà đã kém ấy, nó về là ốm liên tục. Nghỉ. Chính cháu của mình bây giờ đang bị nghẹn, đang đi nhảy ba ngày nay không uống thuốc thực phẩm này, không hiểu các bạn nước không đấy, quanh mà không thể có cô giáo nào giờ cứ bảo là ăn. Hiệu trưởng ấy đang làm việc mấy lại công ty mấy lại phòng giáo dục,
tầm 10 giờ đến vào đó. Đấy. Lên bên cô là bên hương xạ, khu bên kia là 3 lần rồi. Cháu biết rồi, trên khu 11 gì? Ờ, bắt sống ngay. Mọi người đến quán nhà cháu thì họ cũng phẫn nộ lắm, nói nhiều rồi. Nhưng mà... Nói nhiều. Nhưng mà... một con lên cho kêu ông Giao và ăn hết thì con cháu tự ăn được. Luộc cho ăn. Bây giờ nói rồi. Thôi mình. Không có để thế này được. Không, các bạn để con cháu cùng các bạn này ăn cùng từ đầu năm đến giờ. Không, chẳng nói đến đâu.